chỉ cái thức thức cuối cùng của đạo dẫn là nó có thức 12 và thu công của đạo dẫn, thì chỉ luôn thức này vậy. Thức thứ 12 là nó thức nó của gan, thì nó có cái cú xuống nè, nó đứng dậy nè, thức 12 của gan là nó bước tới một bước, nó bước hơi xé một cái, nên nếu mà bước đầu tiên hãy bước chụm chân lại vậy, bước ra bước chân nào thì tay khác giơ lên để chuẩn bị, nó vươn ra nó giãn hết cái gân trái tay trái tay phải này. Đó, cái này là nửa bán thân, cái nửa kinh mạch, kinh 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 gan, kinh gan là mạch trong đó, co lại rút chân vậy, hai hạ tay xuống bọc hai tay lên vậy nha, đứng trong mép chân trong thả xuống sát xuống dưới đất đó, mà đứng mép trong đó, thả sát xuống, hai chân uống rũ xuống rồi hốt kéo lên đó. thả xuống, thả mép chân xuống đó, thức 12 làm lại rồi. Cái đó bên nãy bước chân nào ra giờ đổi chân mình, giờ bên chân phải bước ra thì chân trái rút cái chân này vô, cái là bước chân nãy chân trái rồi, chân phải rồi chân trái, thì cái này bước đó. Cố làm cái gân mặt trái phía trong của chân và cái tay này nó lên tới đập mặt, xong thả tay rút hai chân xuống sau, bọc hai tay ra vươn thiệt xa rũ xuống giống như ôm cái gì mà thiệt xa sát đất, mà cái mép chân trong kéo xuống, đứng cho nó giãn hết cái gân trong xong kẹo chống bưng cái gì nặng lên thả xuống, rồi làm vậy 2 lần cho thức 12, tức là đạo dẫn thức 12. Xong thức thu công đó là hai tay đưa lên vậy, kéo vô ngực, cái này thu công đang điền trung đó, bọc ra phía trước xuống trung quả kéo vô xuống đang đèn cho khí xuống được bọc ra phía sau nó rút chân vô thả xuống đó, cái thu công của đạo dẫn như vậy, làm lại nha, thu công đạo dẫn đứng nha. Kéo vô hạ đang điền trung bọc xuống trung quản ép xuống đang điền bọc ra đới mạch bung ra thả tay xuống hết bài đó xong. Cái đó là thức 12 của đạo dẫn và thu công đạo dẫn pháp, là hết bài đạo dẫn. Tuần sau sẽ tiến tới bài nội kính nhất chỉ thiền, kỹ thuật phóng khí trong của đạo giáo của Phật gia, rồi xong đồng dùng bài đạo gia để phóng khí. Cái gì? Cái Phật gia đó là nó tạo cái đường kinh để phóng, còn dùng thần là khi mà tới tới đạo gia thì dùng suy nghĩ phóng ra không dùng lực, còn chỉ là có giả giả có giống như dùng lực giả tạo rồi để nguyên cái khi cái nó tạo cái đường ống khí rồi, phóng khí theo cái đường ống nó ra ngoài phải dùng đạo Phật gia trước. Phật gia là nội kính nhất chỉ thiền, nhưng mà tùy cái cơ địa mỗi người, có người cơ địa nó tập nó phóng được liền, còn mình tập lâu mình cũng phóng được mà ít, tức là phóng ra khí thấy liền, mình thấy cảm nhận được. Và kỹ thuật phóng khí của nó là khi mày tập Phật gia mày chưa thấy đâu, vô đạo gia nó sẽ tạo là hai bàn tay xe xe cái độ khúc của hai tay nó ra biết phóng khí cỡ nào, nó nói vậy là hiểu liền. Bây giờ để hai tay gần mà kéo kéo theo có cái áp lực nhỏ xíu à. Bây giờ làm sao nó to ra vậy, tập khi nó to ra vậy là phóng khí được, để giờ mình hít hít chưa, cái đó mới là vô tay, nó lấy khí vô lâu cùng nó chứa năng điện, xong điện xong mới đưa lên đây phóng ra, đưa lên ngực phóng ra, đưa năng điện hạ phóng ra. Nhưng tập đầu tiên cái gì cũng phải tập tụ khí, mày có khí chưa mà xả, chưa có tiền mà đòi mua giống vậy, có hết. Thành nó có 10 xong cái bài mà nội tín nhất thì nó có khoảng 20 bài ngoại của đạo gia luyện mấy cái đóng mở đăng điền,
đóng mở trung tiêu hạ tiêu, phóng khí, tức là đem khí vô đó tích lại, tích vô, tích vô đó rồi cho nó vô ra. Cho nó vô ra, không có có bài gọi là khí công nội quan là nhìn bên trong để kiểm tra mấy cái điểm nó mạnh chưa, còn khí công ngoại quan là kiểm tra nó phóng quan ra ngoài chưa, có bài hết. Thôi vô học thấy nó dài, nó nhiều bài như vậy, nó gần 20 bài khí công tĩnh để kiểm soát cái khí bên trong cơ thể mình nó đã hình thành chưa. Khi mình kiểm tra cái lớp này là nó, mày phải học liên tục thôi, chứ mày biết rồi về sau mày luyện nó khi có 3-4 năm cái 5-10 năm cho mới phóng nó ra được, nhưng mà biết cách trình tự để mình tập. Chứ giờ mà không có trình tự lấy gì luyện, có trình tự biết luyện rồi từ từ tập. Còn người xưa là nó học theo thầy suốt đời, còn mày theo tao chừng 3 năm là về nhà mày tự luyện, nhưng mà theo tao 10 năm chắc mày theo nổi, tùy cái mộ, tùy cái hoàn cảnh và cái môi trường nó cho phép mày theo hay không. Thì nó có người theo được 10 năm thì không sao, con tao cũng theo tao 10 năm thì được, con mày theo sợ không nổi. Ví dụ vậy, con khi tao đi đâu rồi sao mày biết, 3 năm sau dọn chỗ khác mày nản mà không theo nữa, ví dụ vậy. Bởi vì khi học là giáo trình khí công là phải mười mấy 10 năm tới 12 năm, người học cứ theo theo đều đều rồi về nhà luyện 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 từ từ lên, còn không thôi lấy giáo trình bị nhà cất đó cái lục ra luyện, giống ngày xưa nó lấy bí kíp, nó nói mày thấy mấy cái chuyện trưởng Kim Dung vậy, nó đeo cái bí kíp nó luyện cứ nhà nó luyện hoài nữa, thằng công nó quýnh bùm lên vậy, nó phải có bí kíp nó cất hết trong nhà với một rồi lấy ra luyện, dở ra luyện. Đây gọi là đạo dẫn thức 12, nó dính tới 12 kinh, là kinh bài thức 12 này, nó dính tới kinh mạch nào coi. Thức 12 của đạo dẫn là nó dính tới túc huyết âm can, nó bắt đầu từ huyệt đại đôn là tỉnh, huyệt tỉnh, mộc, hành giang, thái sung, trung phong, tam âm giao, lãi câu, trung đô, tất quan, khúc tuyền là huyệt hộp, thủy, âm bao, túc ngũ lý, âm liêm cấp mạch, xung môn, rồi phủ cấp mạch, xong tới chương môn và kỳ môn. Chương môn là tổng hội huyệt của tạng, kỳ môn hội huyệt mộ huyệt của gan, chương môn mộ huyệt của tạng. Đó, nói cái đó là gồm 14 huyệt quyết âm can, túc chú âm can của đó là hết. Chấm dứt bài đạo dẫn. Và đạo dẫn này xong về xong múa liên tục 12 thức, có cái bài thu công luôn. Múa đều, bữa nào tao có làm clip múa 12 thức đó cho để mọi người ta tập. Bài này tức là bài thí công động đầu tiên trên thế giới, ra trước, nó ra trước bài khí công động của ngũ cầm hí. Nó cái bài này thế kỷ thứ 2, còn thế kỷ thứ 3 là ngũ cầm hí, thế kỷ thứ 5 là dịch cân kinh, thế kỷ thứ 9 là thái cực, thái cực ra sau giờ dịch cân kinh. Bát quá này thế kỷ thứ 11, nó là những cái quá trình các bạn khí công.